Hello. Đang nói chuyện sao lại bị ao nhỉ? Mọi người đâu hết rồi? Đó. Cả nhà đâu hết rồi, tự nhiên thằng nói chuyện đến xong bị out ra mất. Rất là yêu mến tất cả mọi người. Thực sự là khi mà các bạn chưa có vào Facebook của Sơn ấy, thì các bạn thấy Sơn cứ hay edit tất cả những cái status, thế xong rồi Sơn xóa đi, sửa xóa. Thì thật sự là Sơn cũng muốn là Sơn nghĩ rằng là mình viết lên để làm gì? Chả thể làm gì cả. Đó. Mà viết lên xong thôi. Xóa, xóa là để làm gì? Xóa là để mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó không có đáng. Thực ra mình chỉ nói với quan điểm cuộc sống, muốn tất cả mọi người yêu thương nhau. Và nhắc lại một lần nữa là Ngọc Trinh là một cô bé. Ok, cái cuộc sống của cô ấy như thế nào thì đấy là việc của cô ấy. Nó không có ảnh hưởng hay không liên quan đến cuộc sống của tất cả mọi người. Mình không ảnh hưởng gì hết và cũng không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của chúng ta. Thế cho nên cô ấy làm gì thì đấy là việc của cô ấy. Không lẽ các bạn, có một bạn hồi nãy các bạn nói rằng là diệt tận nơi, diệt tận gốc. Thì không lẽ các bạn, nếu như mà Ngọc Trinh không đủ mạnh mẽ, thế cho nên là Sơn mong rằng là tất cả mọi người hãy yêu thương nhau. Nếu